Tôi tên là Thúy Anh, đến từ thành phố Brisbane, Australia. Tôi có công ty chuyên về quản lý đầu tư tại thành phố Brisbane, chuyên về các dự án phát triển bất động sản tại Australia. Phải nói là hết sức ngưỡng mộ sự phát triển thần tốc của Novaland, mà đặc biệt là trong thời gian Covid như vậy, rất là nhiều quốc gia và kể cả Việt Nam thì đều bị giãn cách. Các doanh nghiệp đều rất là khó khăn trong cái việc triển khai. Nhưng mà Novaland triển khai cái dự án như là Aqua City, Novaworld Phan Thiết, rồi Novaworld Hồ Tràm, rồi hàng ngàn những khu tiện ích, hàng ngàn hecta như vậy mà được hoàn thiện trong một cái thời gian thần tốc như vậy, rất là bài bản và phải nói là đạt cái chất lượng ngang tầm thế giới. Tôi nghĩ Việt Nam thật là tự hào khi có những khu đô thị hiện đại và chất lượng cao như của Aqua City để mang lại cho người dân ở Việt Nam chúng ta hoặc là các chuyên gia nước ngoài đến đây sinh sống thì có một cái môi trường sống thật là tuyệt vời. Tôi lấy một cái ví dụ như là Aura City của Sunshine Coast tại bang Queensland, Australia, cũng là một cái khu đại đô thị. Những cái tiện ích từ công viên, từ khu shopping, từ trường học, nó là một cái quần thể, một cái cộng đồng rất là đẹp. Thì Aqua City rất là tương đồng và hoàn toàn có thể so sánh ngang tầm với tất cả những cái đô thị đang được xây dựng hoặc là phát triển tại Úc, là nơi mà tôi làm việc. Một điểm nữa rất đặc biệt của Aqua City đó là được bao bọc bởi hệ thống sông Đồng Nai rất là đẹp và làm cho không khí ở đây rất là mát mẻ. Tôi nghĩ với một cái môi trường như thế này, đây sẽ là một đô thị rất là đáng sống. Có lẽ là các gia đình ở Aqua City đều rất là hạnh phúc và tuyệt vời khi mà mọi người càng biết đến và mọi việc nó càng hoàn thiện. Giá trị nó sẽ gia tăng lên rất là nhiều trong thời gian tới.